Nói chung là cảm giác thì lâu lâu thì công ty có tổ chức hội thảo đó, mà tôi đến đây thì nhân viên đã phổ biến tụi tôi về những cái lợi ích của công ty trao về cho nông dân, là cái mã quy kết để nhận diện hàng thật hàng giả và tích lũy điểm. Thông qua cái chương trình hội thảo hôm nay, nhờ các anh chị kỹ sư ở công ty và giới thiệu cái mã quét giúp nông dân tôi hiểu biết thêm cái sản phẩm nào là sản phẩm thật, sản phẩm nào là sản phẩm giả, và đồng thời tích điểm để có nhận được những món quà của công ty qua thưởng, ví dụ như là xe hay là các sản phẩm khác. Hội thảo của công ty Phú Nông thì nhận thấy những cái mà ưu điểm thu thập được để cho nông dân là học hỏi thêm nhiều, giúp cho người nông dân chúng tôi là nó nhẹ công cán, nhẹ chi phí, giúp đỡ nông dân nhiều. Tôi rất là cảm ơn. Hôm nay tôi đi tham gia hội thảo, tôi thấy những anh em có trách nhiệm để quảng bá về cái sản phẩm những nông dược để thuốc bảo vệ thực vật đó, thì thấy tôi học hỏi được thêm những cái điều mới mẻ. Đây là cái mã đó thì cũng giúp cho nông dân chúng tôi là biết được những cái hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhái, hàng trôi nổi trên thị trường, thì đó là cũng cái điều để mình nhận ra những cái, mình là nông dân thì mình nhận ra nhờ cái mã này mà mình nhận ra những cái hàng kém chất lượng, cái hàng nhái. Đây cũng là một điều tốt. Tôi biết cái mã quy cờ của tụi con đó, sau này chú mua thuốc chú để ý cái đó, mình trừ cái giả mạo á, cảm thấy phấn khởi vì mình xài thuốc được mà mình được qua nữa. Chất lượng của công ty Phú Nông là chú hài lòng đó. Sau đợt dịch Covid, đại lý tôi có kết hợp với công ty Phú Nông làm một cuộc hội thảo nông dân để giúp cho nông dân biết được nhiều sản phẩm hơn và giúp công nông dân về kỹ thuật canh tác được hiệu quả hơn. Cái mã QR này giúp đại lý tôi yên tâm bán hàng hơn vì đây là hàng chính hãng, giúp nông dân được tích lũy điểm trúng xe. Thấy chương trình này rất có hiệu quả với có lợi cho bà con nông dân khi sử dụng sản phẩm của Phú Nông. Thêm nhiều sản phẩm của Phú Nông và được quét mã QR code này, tích lũy điểm chúng xe, chúng phiếu cào, giúp cho người nông dân hiểu biết thêm nhiều về sản phẩm, không có mà hàng giả. Khi tham gia hội thảo mà tôi biết được những loại thuốc và nhân viên của công ty đã hỗ trợ tôi là kiến thức. Còn thứ hai nữa là tôi xài mà tích lũy điểm trên cái chai thuốc có thẻ QR. Thì bữa nay bên đại lý của mã cáo có mời tôi gọi tham gia của chương trình của công ty Phú Nông tổ chức. Thì qua lại tôi thấy là triển khai cái nhiều sản phẩm của Phú Nông nhưng mà tôi chưa từng sử dụng, nay về tiếp vụ tới sử dụng. Và thêm cái là có cái mã code này nữa thì là để tôi sử dụng tích điểm trúng thưởng. Phú Nông mang đến sự khác biệt.